Con nhà nông chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nha cả nhà. Hôm nay con nhà nông sẽ đi review cái vườn đậu bắp của ba mình cho cả nhà xem nè. Thứ hai nữa là mình chia sẻ cách mình cắt đậu bắp nè. Và thứ ba nữa là mình sẽ chia sẻ cái tác dụng và tác hại khi mình ăn đậu bắp nè. Thứ tư nữa là mình đi cắt một ít mốt để bán nè. Và thứ năm nữa là mình sẽ bày hàng ra mình bán nha cả nhà. Thì đây là cái vườn đậu bắp mà ba mình trồng xen với vườn dừa cả nhà. Nó mọi người biết không, tại vì trồng xen dừa nên nó ít bóng nắng nên trái nó nhỏ, cây nó cũng nhỏ nữa cả nhà ơi. Nó đây là cái lứa đầu tiên mình cắt luôn á, và ba mình trồng thêm một ít đậu bắp nhỏ nữa nè cả nhà. Mọi người thấy ba mình tận dụng đất hết sợ luôn á. Nó đây đây một khúc nè, bên đây đêm đây có một đoạn nữa nè cả nhà. Này là mới có 5 giờ sáng rồi cả nhà, cho nên video của mình nó còn hơi mờ mờ là do mùa sương á cả nhà. Mình tranh thủ dậy sớm để hái đậu bắp nha cả nhà. Thì hái đậu bắp rất là bị sót cho nên là mình phải mặc áo dài tay nghe cả nhà. Thì để chuẩn bị hái, mình chuẩn bị một cái rổ và một con dao nè. Thì hái đậu bắp á, thì mình giống như mọi người thấy người ta hái sầu riêng sao, mình hái y đi. Mình bắt chước mình hái y vậy đó cả nhà. Mình hái vậy nó nhanh lắm cả nhà. Còn mình bẻ cũng được, nhưng có cái nó giòn thì nó gãy, còn cái nó không giòn nó vướng víu tùm lum mất công lắm cả nhà ơi. Cho nên mình thấy mình lấy con dao nhỏ bén vậy nè, mình hái rất là nhanh luôn cả nhà. Đó là cách hái đậu bắp của con nhà nông nha. Còn cũng có nhiều cách hái nữa, ví dụ người ta dùng kéo người ta hái cũng được nha cả nhà. Thì đó là cách hái đậu bắp của mình đó. Mọi người biết trong cái đậu bắp này có nhiều công dụng có lợi cho sức khỏe lắm nha. Thứ nhất là nó chống oxy hóa nè. Thứ hai là nó ngăn ngừa ung thư nè. Thứ ba là hỗ trợ tốt cho cái tim nè. Thứ tư là hỗ trợ cho cái não nè. Thứ năm là tốt cho phụ nữ mang thai trước khi sinh nè. Thứ sáu là tăng cường hệ miễn dịch nè. Thứ bảy là hỗ trợ tiêu hóa nè. Thứ tám là ít calo hỗ trợ giảm cân nè. Thứ chín là hỗ trợ xương chắc khỏe nè cả nhà. Là chính lợi ích của việc chúng ta ăn đậu bắp. Tuy nhiên thì ngoài những cái tác dụng thì đậu bắp cũng có những tác hại, như là đậu bắp làm tăng nguy cơ bị sỏi thận nha cả nhà. Thứ hai nữa là đối với các bệnh nhân mà bị đông máu là tuyệt đối không dùng đậu bắp nha cả nhà. Thứ ba nữa là những cái bệnh nhân mà bị viêm khớp á, thì cẩn thận khi dùng đậu bắp nha cả nhà. Và thứ tư nữa là đậu bắp có thể gây ra tiêu chảy nếu chúng ta ăn nhiều nha cả nhà. Đó là những cái tác dụng và tác hại của việc ăn đậu bắp. Cái này thì mình tìm hiểu trên Google nha cả nhà. Cả nhà có thể tìm hiểu thêm khi chúng ta sử dụng đậu bắp trên Google nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi hái đậu bắp và hái mướp. Thì cái đoạn mình hái mướp và hái đậu bắp mình sẽ tua nhanh và mời cả
Dạ mướp rồi nè cả nhà, bây giờ mình bày hàng ra mình bán nha, sẵn ké bán 10 trứng gà luôn cả nhà ơi. Thì bao nhiêu đây mình bán rất là nhanh luôn cả nhà, tại vì ngay trước cửa nhà mình nó có cái trường học mẫu giáo đó, phụ huynh người ta đưa con người ta thấy những cái hàng tươi về nè, người ta thích lắm cả nhà, người ta mua rất là nhanh luôn. Mình bán trong vòng nửa tiếng là có phụ huynh là mình bán hết luôn cả nhà. Rồi hôm nay mình đi hái đậu bắp thì mình thấy có tám măng cầu này chín là mình hái luôn nè cả nhà. Hôm nay mình quay video tới đây thôi nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Cả nhà ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và bấm like khi xem hết video nha cả nhà. Tạm biệt cả nhà.